đọc qua của mình nè. Mình hát ra nha. Từ... Ủa cái nè. Wow. Cái gì vậy? Này phải món con thích nè, đúng không? Này cái gì ta? Thôi mở ra coi. Ừ. Úi. Úi. Cái gì vậy? Cục gì á? Không nhớ luôn á. Cục gì đây? Này con thích nè, đúng không? Gì đây? Cái gì? Mà sao? Cái này gọi là gì nhớ không? Cái này gọi là gì? Bảy gì? Bảy viên. Bảy viên gì? Bự. Để vô đây nè. Mở vô lỗ. Bảy viên ngọc rộng. Đây. Rồi sẽ hộp nó trong đây vậy giấy nha. Con cầm khoe mấy bạn thôi. Không. Mấy sao? Nó mềm hơn. Mấy sao? Nó để trong đây cho nó đẹp, đừng để đất nó chày á. Nóng quá. Thêm nữa nha. Ba viên bi này mình để dưới đó nó xấu lắm. Nó chạy á, để vô hộp. Đó. Xíu được. Đây. Nè. Số 1 là để đây nè. Nè ai mua vậy? Mua đó. Ông bữa lên rồi. Bữa nó ba mua cho con á. Dạ. Dạ. Rồi đưa coi nè, lấy ra rồi đưa mấy bạn coi, đưa camera. Đây. Còn ba viên nè. Ô anh đây nè. Để cho bà ngoại. Mấy viên còn vui hả? Lì tư. Ngôi 600 hả? Bảy. Viên nữa đâu. Thôi. Còn cái nữa. Không. Nhưng chớp mắt. À nó lòi ra đây mẹ. Sao dính rồi? Sống kêu Money qua cho Money coi. Dễ luôn á. Ôi mày có. Rồi cầm lên cho mấy bạn coi, cầm cao lên nè. Hello các bạn đi. Hello. Hello các bạn. Hello các bạn nè. Mình có 7 viên ngọc rồng nè. 7 viên. Đẹp đẹp. Ui. Ui. 1 2 3 4 5 6 7. 7 viên nha. Đây đưa cơ mặt rồi. Ở dính giấy à. Rồi, vậy nha. Ôi. Đến kiểm tra coi có gì không. Bé miêu gồng đó, đẹp không? Để làm cái gì? Bé miêu gồng để làm cái gì? Bây giờ con sẽ giấu ba phải tìm nha. Chút rồi giấu cho anh hai tìm nha. Tối đi, đợi chiều anh hai về. Tối nay mới học xong mới rồi. Rồi, bye bye các bạn nào. Bye, tối nay đâu rồi?